Chào quý anh chị, gần đây thì phân khúc trên 4 triệu đồng cực kỳ sôi động với sự tham gia của nhà LG, đấy là LG V50 và LG G8. Thì hôm nay mình sẽ đưa đến cho quý vị một sản phẩm cũng trong phân khúc 4 triệu đồng. Đối thủ cực kỳ nặng ký với con chip Snapdragon 855 và có kết nối 5G, thì mình sẽ tìm hiểu xem là sản phẩm nặng ký này là gì nhé. Hello, chào cả nhà đến với kênh YouTube của Minh Huy Mobile và em là Minh Huy đây cả nhà nha. Quả là không ngoa khi mà nói rằng đây là một trong những sản phẩm có hiệu năng tốt nhất tầm giá, vì sản phẩm này sở hữu cho mình đó là con chip cao cấp cả nhà nha, con chip Qualcomm Snapdragon 855 và sở hữu cho mình đó là dung lượng RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, thì cho mình một cái không gian lưu trữ tương đối là thoải mái và cái bộ nhớ RAM vừa đủ để mình có thể chiến mọi loại game ở thời điểm hiện tại nhé, như là Liên Quân, PUBG. Những cái tựa game đấy thì cho mình những cái trải nghiệm cực kỳ mượt mà và ấn tượng. Dung lượng pin cũng là một cái điều cực kỳ ấn tượng đến sản phẩm này, khi mà cho mình một cái dung lượng 4500mAh, con chip quản lý pin khá tốt nên là thời gian sử dụng on screen cũng tương đối là dài quý anh chị nhá. Tiếp theo, nói về sản phẩm thì không thể không nói đến thông số về camera. Camera sản phẩm này thì sở hữu camera sau, đây là camera chính lên đến 48MP bạn nhà nhá. Và camera phụ thì một camera 8MP, một camera 5MP. Những cái camera này sẽ cho mình cái khả năng quay độ phân giải là Full HD này, Full HD 1080p 330fps và 1080p 60fps. Ngoài ra sản phẩm này còn có khả năng quay video 4K 2160p và 30 khung hình trên giây cả nhà nhé, 30fps. Camera góc siêu rộng, lấy bối cảnh cực kỳ tốt, lấy khá là rộng nhé, và trong điều kiện ánh sáng ok thì không bị noi cũng như là không bị biệt hình. Camera góc rộng, góc hẹp thì cho mình một cái khả năng chụp ảnh cũng tương đối tốt ở điều kiện thiếu sáng. Còn về camera trước thì sao? Camera trước sẽ cho mình một cái khả năng quay video tương đối là tốt cả nhà nhá, quay video tương đối tốt này và cái khả năng hiện thị hình ảnh cũng tương đối tốt nhá, cả nhà có thể nhìn thấy nhá, em thử chụp một bức ảnh. Đấy, thì cái hình ảnh cho ra cũng tương đối là ok cả nhà nhá. Tất nhiên là Samsung thì luôn luôn thiết kế những cái hình ảnh tương đối là nịnh mắt rồi, và quý anh chị cũng khá là hài lòng về điều đấy đúng không nào? Ok, nói về cam rồi, nói về màn hình rồi, thì tiếp theo mình sẽ nói về gì đây? Khi mà sở hữu cho mình đấy là một cái cân nặng lên đến là hơn 200g, thì đây là cũng là một thiết bị cũng tương đối nặng nhá, và màn hình khá là to. Màn hình thì rộng lên đến là 6.7 inch, đấy, rất là to, nên là quý anh chị có thể nhìn thấy là cầm trên tay nó cũng khá là vừa vặn với bàn tay của em, nhưng mà nhiều anh chị tay bé thì có thể không vừa vặn lắm. Nhưng mà các cái góc cạnh được bo cong một cách khá là mềm mại nên là cái việc cầm nắm trên tay cũng cực kỳ là dễ dàng quý anh chị nhá. Mặt lưng thì được thiết kế cũng khá là thú vị khi mà khiến cho mình có bộ camera thẳng nhá. Nó không tân thời như những thiết bị mới như là A51, A52. Xong thì sản phẩm này vẫn cho mình đầy đủ cái kết cấu của một con máy đúng không nào? Khung lưng này tương đối chắc chắn cả nhà nhá. Và cái dải phân màu chữ thập ở đây khiến cho mình có một cái cảm giác nó trẻ trung, xen lẫn với sang trọng và thời trang hơn quý anh chị nha. Mua sản phẩm A40 5G quý anh chị sẽ được gì và mất gì? Đầu tiên nói cái được trước, được quý anh chị sẽ được một bộ camera đẹp này. Đấy, tương đối đẹp trong tầm giá này. Camera trước cũng có độ phân giải rất là cao. Ngoài ra thì có một cái thiết kế khá là đẹp của nhà Samsung. Pin tốt, hiệu năng cực đỉnh rồi, hiệu năng rất là cao. Snapdragon 855 trong tầm giá thì quý anh chị có thể chơi game và các cái tác vụ cực kỳ mượt mà trong vòng 3 đến 4 năm tới. Huy tin là sẽ mượt mà trong 3-4 năm tới cả nhà nhé. Hiện tại thì những sản phẩm chạy Snap 835 vẫn rất là mượt trong ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra ấy, thì cái bộ loa cũng rất là tốt. Cái phần màn hình tuy là độ phân giải không được 2K đâu, nhưng mà cái khả năng hiển thị cùng với những cái thông tin được truyền trên màn hình cực kỳ là chân thực. Mà mất thì sẽ mất gì? Mất thì mình sẽ, ví dụ mình sẽ không chọn con này mà chọn V50, thì mình sẽ được đấy là bộ loa và kép nhá. Ngoài ra thì màn hình 2K cũng hơn một chút, tùy theo lựa chọn của quý anh chị thôi. Quý anh chị nhanh tay và lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhá. Hôm nay thì Huy sẽ đưa đến đây là ba sản phẩm thôi. Hai sản phẩm đầu tiên ấy là hai sản phẩm A90 5G có gọi là đều là zin đẹp. Tất cả những sản phẩm ở đây đều zin cả nhà nhá. Hai sản phẩm này sẽ là hai sản phẩm đẹp keng. Ngoại hình thì tương đối tầm khoảng 99% quý anh chị nhá. Mình sẽ xem qua độ nét của hai sản phẩm này. Đều là màn đẹp này, máy zin này và mọi chức năng đều full hết cả nhà nhá. Thì mức giá ấy của hai sản phẩm này mình Huy đang bán là 4.700.000 đồng cả nhà nhá. Đây là A90 5G. Đấy, cả nhà sẽ xem qua ngoại hình này đẹp keng nhá. Đây là một cái ni lông này, ni lông chưa bóc thôi, Huy sẽ bóc ra nhá. Những sản phẩm này thì cam kết là zin nguyên bản 100% nhá, nhập thẳng từ Hàn Quốc về, nên quý anh chị yên tâm nhá. Những cái này lau qua là sạch, sạch lại bóng loáng thôi.
Đẹp keng luôn cả nhà nhá, zin đẹp. Chiếc này thì có một chút vết hằn của đấy thôi, Huy sẽ vệ sinh qua nhá, là sẽ sạch cả nhà nhá. Cả nhà cứ yên tâm là vết này là vết dán siêu siêu lưng, thì sau khi vệ sinh xong nó sẽ sạch thôi. Đây là hai sản phẩm A90 5G 4 triệu 7 nhá. Và một sản phẩm khác nữa là A90 5G giá trị 4 triệu mà thôi. Sản phẩm này có gì khác mà lại có thể là giá nó tốt như vậy đúng không nào? Thì sản phẩm này thì màn hình nó sẽ bị phân màu một chút cả nhà nhá. Màn hình sẽ bị phân màu một chút thì mình có thể xem này, thấy chưa? Màn hình có bị phân màu một chút cả nhà nhá. Con này thì chơi game vẫn cực kỳ tuyệt vời nhá. Vẫn là máy zin nguyên bản cả nhà nhá. Ngoại hình này, đấy, đây có một cái chấm bé bé thôi, cấn bé bé bên này thôi. Còn lại này vẫn là tương đối đẹp nhé, đẹp gần keng, chỉ có một cái chấm phẩy đấy thôi. Khung cái lưng cũng rất là đẹp. Máy tương đối đẹp nhá. Cái này đánh giá khoảng 98-99% nhá, rất là đẹp. Còn rất là đẹp. Sao mình lại xem qua cái màn hình nhá. Màn hình thì hơi ám một chút thôi, không ảnh hưởng gì cả nhá. Con này Huy bán cả nhà là 4 triệu đồng, lệch những sản phẩm khác là 700 nghìn đồng nhá. Quý anh chị sẽ có con này để chơi game. Quý anh chị mà không cần quá cầu toàn là màn hình phải đẹp thì mình có thể lấy con này chơi game các thứ thoải mái, mà màn hình nhìn vẫn tương đối cả nhà nhá. Đấy, nếu mà nhìn thế này mà đủ làm anh chị không hài lòng thì quý anh chị có thể bật chế độ tối nhá. Rất là ok luôn, chả ảnh hưởng gì cả cả nhà nhá. Vẫn là chụp ảnh bình thường này, selfie bình thường, mọi tính năng bình thường và không có gì nhầm lẫn cả. Cũng đến cuối video rồi thì Huy xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Minh Huy Mobile và Minh Huy Store. Quý anh chị mua hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0933 60386 cả nhà nhé. Đừng quên đăng ký kênh YouTube Minh Huy Store cũng như là kênh YouTube Minh Huy Mobile, và Minh Huy xin cảm ơn quý anh chị nhiều. Hẹn gặp quý anh chị ở những video tiếp theo. Bye bye.